bốc thăm vòng 4 cúp Liên đoàn Anh, Manchester United gặp khó, Man City đấu Tottenham. Kết quả bốc thăm vòng 4 cúp Liên đoàn Anh, Manchester United gặp khó, Man City đấu Tottenham. Rạng sáng ngày 26 tháng 9, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia cặp cho vòng 4 cúp Liên đoàn Anh 2024-2025. Theo đó, Manchester United gặp lá thăm khó chịu là Leicester City, trong khi Man City thậm chí còn vất vả hơn khi sẽ phải chạm trán Tottenham. Trong khi đó, Liverpool hứa hẹn có trận đấu cũng không dễ dàng khi phải đến làm khách của Brighton. Arsenal là đội bóng lớn bóp được đối thủ nhẹ ký nhất khi họ chỉ phải gặp đội hạng dưới là Preston. Riêng với Chelsea, đối thủ của họ chưa được biết một cách chính xác. Lý do là bởi trận đấu thuộc vòng 3 giữa AFC Wimbledon và Newcastle United đã bị hoãn lại đến ngày 1 tháng 10. Đội thắng trong trận này sẽ đối đầu The Blues. Các cặp đấu vòng 4 sẽ diễn ra vào cuối tháng 10. Mỗi mùa giải, Cúp Liên đoàn Anh khởi tranh vào đầu tháng 8 với sự tham gia của 92 đội bóng từ mọi cấp bậc của hệ thống bóng đá Anh. Các câu lạc bộ dự giải bao gồm 20 đội từ ngoại hạng Anh, cùng với 24 đội mỗi giải từ hạng nhất, hạng nhì, hạng ba Anh. Giải đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp truyền thống, với các trận đấu được quyết định chỉ sau một lượt, ngoại trừ vòng bán kết được thi đấu 2 lượt trận,